Hello mọi người. Hôm nay mà lại mình lại đi chơi. Là đi Tây Ninh. Muốn đi cà phê chứ ạ? Coi kêu đi. Tại vì 20k, quay cho mọi người thấy cái 20k đi. Trời ơi, hiện giờ em ơi. Bán cho anh một ly cà phê sữa, một ly cà phê đá. Mà ly cà phê đá là đen đá là không có đường. Sữa thì chắc chắn rồi. Sữa là bình thường hay là nhiều? Là bình thường. Sữa là ít thôi. Sữa thôi, ok. Trên đường đi Tây Ninh để mà đi chơi với anh chàng Hải nhà tôi. Đây. Mọi người. Đây. Mọi người luôn luôn an lành nha. Hôm nay đi Củ Chi, đi Tây Ninh chơi. Đó. Thì Trấn Dương Minh Châu chơi. Dương Minh Châu. Để chút xíu nữa sẽ quay cho mọi người xem ở thì Trấn Dương Minh Châu làng quê đến đó có cái gì. Ở trên đây thì thấy rõ ràng cái con đường là từ đây lên đường đẹp, thẳng băng không có gì cả, không có ổ gà, không có gì cả. Ok. Chú quay cho mọi người thấy cái cô chủ quán nó bán cà phê đẹp quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cà phê bán người đẹp, bán cà phê còn rẻ nữa, có 20k à. Cà phê muối nữa. Hôm nay bán cà phê muối luôn hả? Ồ, đã quá ta. Uống ngon không? Dạ. Hay là đổi cho anh cà phê muối đi. Thử đây coi. Anh mua thêm em máy đây, rồi tặng cà phê muối. Thì anh lấy thêm một ly cà phê muối là đi. Là 3 ly đi. Thấy người đẹp quá. Thấy người đẹp bán cà phê thấy có lời không? Tự nhiên hai người uống 3 ly luôn á. Nhưng mà cà phê muối là cà phê sao? Giờ mua uống biết, giờ con mày uống này. Trời ơi. Nổi tiếng á. Nhưng mà không biết cà phê muối là cái gì không biết. Nhưng mà nghe nói là quán của cô chủ nhỏ này có cái cà phê. Chào Nguyễn Tình, chào Nguyễn Tình, hello chú còn Nguyễn, ok, chào tất cả lại mọi người nha. Hôm nay mình đi lên Tây Ninh, đi chơi với một anh bạn trẻ, ok. Đang mua cà phê nha mọi người. Ngày hôm qua thì mình cũng đã đi dự một cái đám cưới của người quen mà rất là dễ thương, cô dâu chú rể rất là trẻ. Cô vô năm nay mới có 20 tuổi thôi, chú rể như cũng 23, 24 gì đó, nhưng mà rất là dễ thương và rất là đông, bởi vì ta mới nói rồi, người dân của cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa nó, Việt Nam nó kỳ cục quá, sao nó giàu có quá không biết, mà ra nó tổ chức đám cưới gì mà lộng lẫy quá không biết được, bởi vậy ta khổ vậy. Mà những cái chuyện như vậy thì bên Mỹ không bao giờ có nha, không bao giờ có cái chuyện mà lên sân khấu đám cưới gì. Nói chung đám cưới bên Mỹ nó khô khan. Ở đây Tràng Bàng chú ạ. Ở đây là đang bị ở ngã ba Tràng Bàng á. Ở đây Tràng Bàng hả? Tràng Bàng. Gần tới hả? Đây là Tràng Bàng chứ tới Dương Minh Châu đâu. Chưa hả? Chưa tới thành phố Tây Ninh đâu. Đây là đang Tràng Bàng, cà phê đây mua ở Tràng Bàng đấy. Cà phê Tràng Bàng. Ừ. Rất là bên Mỹ có chú, bên Mỹ có bán cà phê kiểu này không? Không bao giờ có những cái chuyện mà không bao giờ có những cái chuyện hàng quán mà lề đường bên hông chợ là không bao giờ có. Muốn uống là phải vào một khu tập trung, thí dụ như cái khu tập trung đó là một cái mall đó, mall là gì, mall nó gồm những cái như cà phê, nhà hàng ăn uống các cái đó thì vô đó thôi. Ngoài ra nó có một cái gì là ở nước Mỹ không bao giờ nhà dân được quyền buôn bán gì cả. Chỉ có để ở mà thôi, còn nếu mà muốn buôn bán là phải vào tập trung một nơi. Và ở nơi đó mình phải mướn mặt bằng, hoặc là mình mua mặt bằng, nó là quyền của mình, nhưng mà mua gì nổi, chỉ có mướn thôi. Rồi đây, bán cà phê ở đây về đường. Còn ở đây Việt Nam mình, ở Việt Nam mình là lòng lề đường, hoặc các cái là cái gì mà trưng dụng được, cái gì mà ấy được là cứ việc làm. Nói chung lại đây là Mỹ thuế, mà chẳng có ai lấy thuế bao giờ cả, mới lạ lùng chỗ đó. Mỹ thì Mỹ rồi. Rồi đây tiền em. Dạ 50 ạ. Đây. Rồi. Rồi. Đưa cho anh đây. Cái nào muối đây? Dạ muối, cái có lớp kem á. Rồi. Đây. Rồi của chú đây. Rồi. Rồi đây quay cho mọi người thấy đi cà phê coi. Đây. 50k đây, 50.000. Trời ơi nó rẻ quá, trời ơi rẻ. 3 ly cà phê. 1 ly cà phê muối, 1 ly cà phê muối sữa đá, 1 ly cà phê. Cà phê đây. Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi nó quá trời là rẻ. Được người đẹp bán nữa. Nó rẻ một cách kinh khủng khiếp. Rồi chú của chú đây. Đây. Cho mọi người xem ly cà phê đi. Trời đi cà phê ế bà nái mà 3 cái vậy có 50 ngàn à trời. 3 cái 50 ngàn thôi à. Vậy thôi, bye em nha. Rồi bye bye nha. Trời ơi nó vừa đẹp vừa dễ thương nữa. Trời ơi mày khen hoài mày.
mà làm con có cái trái tim già tao rung động. Rồi, để uống cà phê coi. Nhưng mà cái này mày quá ác, được mà tao uống cà phê mày không cho tao hút thuốc. Thôi ráng đi, hồi đi xuống rồi đâu. Trời ơi, cà phê nó ngon gì chú ơi. Ngon thiệt, uống được. Trời ơi, cà phê nó ngon quá. Tao ngon không luôn. Có khoái cà phê lắm là bởi vì tao uống có ủy ban xã Trảng Bàng này. Trảng Bàng, bự quá. Ê, ủy ban xã này quá trời bự luôn. Mọi người thấy nông thôn Việt Nam đường xá làm cũng được chứ đâu có đến nỗi tệ mà nó đâu có đến nỗi mà phải chê cộng sản. Ở đây là đường nông thôn á, đường Trắng Vàng mà nó coi vậy nè, đã không giống như đó là freeway còn gì nữa, đây là cao tốc rồi. Đó mới gần như là freeway rồi. Trời ơi. Chứ không phải là đường quốc lộ 2 bên kia. Đường nhánh đi lên núi Bà Đen thôi. Nè. Yeah. Nhánh thôi. Trời ơi, đường đẹp thế này mà. Thôi cũng mình sinh sau đẻ muộn rồi, với xây dựng thì cũng làm từ từ thôi. Bây giờ nó vẫn xây dựng ở đây, nó có những cái bãi xe tải quá trời kìa. Không có ở Việt Nam bây giờ là không có thứ gì không có, từ xe tải, đầu máy xe tải của Mỹ cũng có, các nước Đức gì cũng có trên cả. Hamas, Mercedes, rồi Lobo International là đầy đủ, không có thiếu gì cả. Những xe đầu kéo, rồi những xe tải, rồi những cái rờ mọt, nói chung là tất tần tật đều có cả. Máy xúc, rồi máy gì, máy ủi, máy nâng, máy đồ thử, từ cũ cho đến mới đều có cả. Anh có tiền bao nhiêu, mua bao nhiêu, nói chung sức rồi, mình thấy dễ làm ăn các bạn. Bây giờ tao không biết, chứ còn tao có biết ruộng ở miền Tây, tao mua cái máy cày thì tao cày cũng đủ sống, cày cứ năm tới mùa là đem ra cày cấy cũng đủ sống. Nói chung là ở quê thì như bố mẹ bờ có lương hai ông bà có 10 triệu thôi, nhưng mà lại lương là cái tiền phong thủ để đó thôi, không có xài. Ai vườn trong làm này làm kia, chăn nuôi đồ là ăn uống đồ sinh hoạt đủ hết rồi. Còn cái tiền lương là để đó, dành đó rồi khi lỡ có bệnh tật gì đó. Nhưng mà thì y tế bảo hiểm hết rồi. Có bảo hiểm hết rồi mà. Thì mình dành lại đó để những cái phòng hờ thiếu thốn gì đó để ấy thôi. Còn đồ đạc thì bây giờ nhà nào cũng đầy đủ, máy lạnh TV rồi tủ lạnh rồi máy giặt, nhà nào cũng đầy đủ hết. Đúng rồi, cái đó mình phải hiểu là cái cuộc sống của người dân mình hiện giờ là. Chú này, chú uống cà phê muối đi, thử. Thử để đi hồi ta còn. Có nghĩa là người dân của mình nó có đầy đủ, ta thấy từ thằng nghèo cho tới thằng giàu, nhà nào thấy nó cũng có máy lạnh, trời ơi buồn cười lắm. Cho nên vì chỗ đó ra mình mới nói cái điều đời sống Việt Nam mình đang dâng cao á, cho nên ra mình cũng không, bây giờ chỉ có cái điều là người dân họ kiếm tiền và họ từ ăn mặc cho đến sang chảnh thôi, bình thường vậy. Nói không nói thì cũng hơi quá lố, nhưng mà cái đói thì họ không bao giờ nghĩ tới nữa. Bây giờ mình nói một cách nôm na là cái đói không thể đói được, mà nói là không thể đói được. Có nghĩa là nãy mới chạy qua cái chỗ kia, một ổ bánh mì thịt, ổ bánh mì không chỉ có 3.000 bạc. Mà nó nói mà bây giờ thí dụ như mà tới cái tiệm có lò bánh mì mà xin ổ nó cũng cho nữa, thành ra không, nó một cách khác là không thể đói được. Muốn đói cũng không thể đói được là bởi vì chung quanh đó đã vậy thôi. Những cái nơi mà ở vùng sâu vùng xa, ví dụ như gần cái chỗ bệnh viện hay là những gì đó, thì thường thường họ tổ chức cơm phát cơm từ thiện. Cho nên vì đó là tới đó tới xếp hàng tới lấy cơm ăn thôi, đó là mình nói kêu dân mạc hạn đó. Cái dân mà coi như là không thèm làm gì chân, rồi cái tối ngày đi lấy cơm từ thiện ăn, nhưng mà cái tiện rất hiếm lắm. Bởi vì cái gì, người ta chỉ phát cơm từ thiện cho những người nuôi bệnh mà thôi, nhưng mà tới đó lấy cũng ok, không sao hết, đủ bình thường. Rồi quán cơm 2.000, quán cơm 1 đồng, quán cơm 5.000 gì tầm lùm cụm lắm, đâu có. Thật ra người ta không thể đói được. Ở đây chú thấy về chú thấy không? Có thể nếu nói tìm về đất nước tự do phải tìm về Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam có cái vườn, có cái nhà là trong vườn muốn trồng cái gì trồng, muốn nuôi con gì nuôi, chẳng có ai nói gì, mà nhà nước còn khuyến khích nữa. Đấy như vùng quê đấy, vùng đấy Tây Ninh đấy. Đây là quê rồi. Chú thấy, có cái nhà đó, thấy trồng họ trồng cây cao su này, rồi là thấy chú thấy quay đó.
đây trồng đây trái cây rồi chăn nuôi tất cả mọi thứ đồ, họ kinh doanh họ làm đủ thứ tùm lum, không có không có cần ngăn cấm gì, và họ có thể là kinh doanh rồi trồng trọt rồi làm bất kỳ thứ gì đến cái mảnh vườn của mình đó, mà sinh sống đến đó luôn thoải mái luôn đó. Với quy định thì nông hộ nông dân nuôi mà nuôi gia súc á, chứ bò gà đó bò lớn á, thì hình như 20 con trở lại thì tự do. Chắc khi nào mà nuôi đàn hàng trăm con là trại rồi, nó gọi là trại rồi. Trang trại thì trại thì nó phải kê khai. Phải kê khai vào khu để mà xử lý môi trường. Mình vẫn còn cái tự do quá trớn rồi. Ở Mỹ hoặc là các nước kia, nếu anh nhà của anh đất, anh có đất anh trồng, anh cũng phải xin phép anh trồng loại cây gì, hoặc là cái đồ chung cái gì cũng xin phép anh, kể cả cái nhà của anh sửa nhà cũng phải xin phép, nói chung là cái gì cũng xin phép. Ở Việt Nam mà anh có biên đất rồi, anh có cái nhà chung quanh, anh muốn trồng gì anh trồng, anh muốn làm gì anh làm, chứ đâu có ai mà cấm cản được. Nhưng mà bên kia thì không được. Ở thành phố Hồ Chí Minh xây nhà phải giấy phép, nhưng ở nông thôn đấy thì như đâu có giấy phép chứ lộn gì đâu. Nhà nước cái trong như dân xây cho đẹp nữa là khác. Ở nông thôn á, vùng quê đó. Chào Nga Phạm nha. Không cần đâu. Thực sự là mình phải hiểu rằng về Việt Nam sống thời gian cũng khá là 7 tháng rồi. Rồi mình mới cảm thấy là Việt Nam mình rất là dễ sống. Cái gì cũng sống được mà. Có nhà gần mặt tiền gì không có làm cho, để một cái tủ thuốc lá hoặc bán ba cái bia bọt gì cho người ta đem về thôi là cũng sống rồi. Nói chung là như vậy. Không có thứ gì mà không sống được hết. Rất là dễ dàng. Về đường người ta bán thử. Nè, tán quần áo cũ rồi ra, nói chung là thấy không? Đây giặt, đây là cái chỗ. Đây là chỗ người ta giặt đồ, chỗ người ta giặt. Bây giờ Việt Nam mình cũng dịch ngon vụ, nha. Dịch vụ giặt. Bây giờ hồi xưa đâu có nghĩ cái chuyện này, bây giờ ta có mua máy về giặt đồ cho chung. Đồ mướn á, ta thấy rồi, cứ ký 7.000, 5.000 vậy. Đây là nhôm kiếng, là nhà làm nhôm kiếng này, sàn bắn nước này, đó. Khóa này, rồi vật liệu xây dựng cho thuê này, cái này là cho thuê xây dựng này. Đó, nó không có thứ gì mà không có. Bán tự do, bán không thuế, nó bán đâu có thuế, bán gì đâu. Bán được quỹ này, nhà nước đâu có để ý tới, đâu không thuế, không học bây giờ biết không thuế. Người dân ở đây sinh hoạt là cả đời, nhiều khi buôn bán vậy, không có đóng thuế, còn mẹ gì cả. Chúng xuống hỏi dây lồn, cũng không biết dây lồn luôn. Không có dây phép luôn đó, còn bán gì bán đó. Ở nhà này thì mới thật xây dựng này, xây dựng có mấy chiếc xe kìa, xe cả dân kìa. Trời ơi, xe tải nè, trời ơi, xe phục vụ cơ giới đất đai đó. Đường thế này ngon là vô được rồi. Có thể là nhiều người nói là không đẹp bằng Mỹ, nhưng mà thế thì Việt Nam sống này được rồi. Đòi phải gì quá đâu mà, chú không nhận không? Đẹp sao được bằng Mỹ được, bởi vì cái người dân á, đùa cười Việt Nam, người dân ở Việt Nam là không chịu rời thành phố và không chịu rời những con đường, là bởi vì những con đường đó tạo cho người ta công việc làm và kinh tế, nó thẳng là như vậy. Vậy thôi. Nhớ ngược những căn nhà mặt tiền đường này á, đừng có hòng mà rớ vô. Toàn là tiền tỷ không à, mấy chục tỷ có, mười mấy tỷ có. Đây là nông thôn á, đây là nông thôn. Đây á, đừng giỡn, vì đó con người ta sống theo cái kiểu là đường ở đâu là người ở đó. Văn hóa tập tục. Còn ở Mỹ thì khác à, đường thì khác mà nhà thì khác. Quán ăn khác, quán ăn tập trung một nơi, chợ búa tập trung một nơi vào đó, còn nhà thì không có gì được quyền làm gì cả. Đó, hai cái nó khác nhau sao đó. Thật ra đừng có so sánh cọc khiển như vậy. Nó không thể giống nhau được. Không thể giống nhau được là bởi vì cái anh cha Joe Biden, tổng thống nước Mỹ, chẳng bao giờ biết ăn mắm tôm. Đó, ta nói vậy. Thành ra không bao giờ mà hiểu được người Việt Nam cả. Mà người Việt Nam sang Mỹ đâu có thể giống người Mỹ được. Mình ăn đúng cơm, rồi. Có ăn thịt kho. Có nhiều người, ăn đồ Mỹ ăn đâu có được đâu. Cũng sống sang Mỹ rồi cũng phải giống là văn hóa rồi, đâu có thể bỏ được. Có nhiều người cả đời đâu có biết ăn hamburger. Mọi người thấy trước đó là cái chỗ cho vay tiền F88 giống bên Mỹ đó. Đưa bất kỳ giấy tờ nào vô trong vay tiền hết á. Nhưng mà nghe nó dẹp rồi, chỗ này đánh dẹp rồi. Không, F88 đang hoạt động bình thường mà. Ủa hôm trước có gì nó quýnh thập mà. Báo đăng về nhưng mà nó đâu hoạt động, đâu có sai luật đâu. Tức là báo chí nó đăng nhưng người ta hoạt động đúng luật mà. Được cấp phép mà. Tức là nó dạng cầm đô mà. Cho vay nặng lãi. Không cho vay nặng lãi, không vượt nó cho vay mà không vượt quy định của nhà nước. Không biết, làm cái ngày báo là hoạt động bình thường.
chẳng để ý cái vụ nữa, nhưng mà cái được nghe cái gì 88 88 thì tại vì báo chí đăng cho nó đâu hoạt động sai đâu, đúng mà. À, có những người có thiếu tiền đó, đi ngang đó mà thiếu tiền cái đưa cái giấy phép giấy xe máy đó vô cầm, đưa cầm, vô, đồ, cầm cầm cái lấy 15 triệu với xài tạm đây thôi không trả cũng được chứ đâu vấn đề gì. À, nó vẫn còn hoạt động nè, bình thường chứ đâu có nó có sai đâu, không có sai. Nó cho vay dưới 3% mà nghe nó nói báo chí nó phanh phui gì mình chẳng biết nữa. Nói bòn cho túc chứ báo nó chẳng đăng, nó cho vay dưới 3% thì đâu có sai luật. À, này nó nói là có một số trụ sở bị sai phạm thôi, đúng rồi, chỉ có một số ít thôi, ok giờ hiểu rồi. Trời ơi, đó dân này đi đám cưới đám gì quá trời xe đợi, có thấy không, thấy xe không đó. Bây giờ làm thủ tục nhà nước cho vay của ngân hàng nhà nước á, có khi mất. Tao giờ tao có ảo ước là cái điều gì nè, cái là xe hơi ở Việt Nam mà giờ cấm chạy luôn hoặc là giảm bớt lại một năm hai năm nữa là coi như không còn để đường đi, xe hơi nó ngập chân ngập tràn luôn rồi. Bây giờ ngập tràn cái ngập tràn rồi rượu má, mà nó ngập tràn nó kẹt xe, mà kẹt xe thì tao đi xe không ra tao không khoái được hả. Ở bên Trung Quốc bây giờ đang còn là có cái phong trào gì gọi là phong trào Ma Đan, mà phong trào gì biết đó, phong trào gì bên Trung Quốc mà gọi là tối giản, sống tối giản đấy, tức là con người là nó không cần ô tô, nó không cần phương tiện, nó và tối giản kể cả sinh hoạt trong cuộc sống á, đi xe công cộng đó, xe công cộng, tức là nó theo phong cách là sống tối giản đấy. Nhưng mà cái cũng là có hai mặt, cái sống tối giản đó thì cũng làm con người giảm đi cái ham muốn vật chất, nhưng ngược lại nó sống tối giản quá cũng là gây ra là gì, không có việc làm thì không mua, bởi vì không được, đương nhiên không kích cầu kinh tế được, không kích cầu kinh tế được, đúng rồi. Cho nên con người ta cũng 50-50 chú không nhận không, đừng có tham quá mà khổ thân, nhưng cũng đừng bởi có, vậy đừng có bỏ hết đi, đúng không? Bởi vậy người ta mới nói câu là đã là con người mà muốn hạnh phúc là phải biết đủ, biết đủ, biết đúng đủ rồi. Là gì, biết đủ cái là chính xác, biết tới nơi nào mà anh cảm thấy anh dừng lực là anh dừng. Anh biết đủ được rồi, anh đừng có tham. Anh tham là anh sẽ khổ. Đúng rồi, vậy thôi. Giống như chú nói với phương Tây, tụi nó có ba gọi là dân Tây ba lô đi du lịch đó. Nó cứ kiếm được mấy đồng nó đi du lịch về, dân nó cuối cùng là nó sống ngày nào bên ngày đó, cho nên là nó cũng có những cái mua sắm mà đều đặn hàng kỳ á. Cho nên cũng có thể là về du lịch thì nó kích cầu, nhưng mà về mà nói để về tiêu dùng hàng hóa nhiều khi cũng đó là một cái hạn chế chứ không nhận không? Du lịch đó cái chuyện ngoài kinh tế thì nó kích cầu, nhưng mà khổ nổi là cái người dân nó bị trói vào một cái bẫy nợ hầu như không thoát được. Đây. Và nó cứ như thế làm hoài, người dân vẫn lao đầu vào đi làm và vẫn đi mua đồ hàng hiệu. Làm thì có 5.000 thôi, nhưng mua cái vỏ sắt có 10.000 lận thì đương nhiên phải thiếu nợ 5.000 chứ được. Hoài là có lo phải trả nợ, thế là nếu cái chồng đầu vào anh cứ thiếu nợ bắt nợ hoài, anh trả lời hoài, cái cuộc đời nó có lẫn quẩn gì đó hoài đó, vậy khổ mà. Mọi người thấy làng quê ở Tây Ninh đẹp không nhá? Ở đây có chợ chỗ này, chỗ quay đây thấy rồi, đây. Muốn ai muốn bán nó thịt cá bán tùm lum. Nói chung là cái thức ăn ở Việt Nam mình là nó thuộc cái dạng kêu tuyệt vời không mà cãi. Ở thành phố thì có nhiều người đi chợ ngày 2 lần, nó ngược hơn ở Mỹ là 1 tuần đi chợ 1 lần và trong tuần đó ăn thức ăn đều giống nhau, là bởi chia khẩu phần ra đi làm nấu canh thì chia làm 7 ngày 6 ngày thế gì cũng vậy, cứ ngắt vậy thôi chứ không có thay đổi con mẹ gì cả. Nhưng mà ở Việt Nam thay đổi buồn cười lắm, sáng ăn món khác rồi, chiều ăn lại món sáng người ta không chịu mày, đồ kỳ cục. Không ăn được mà không ăn được. Không ăn, đủ nó kỳ đã, trời ơi, đã sang còn chảnh nữa, sao mới ghét được. Đúng rồi. Quá đáng. Mấy đứa nhỏ nhiều. Nhà, con nhà nó cũng vậy, nó cũng ăn buổi sáng, nó ăn buổi sáng là không ăn buổi chiều. Buổi chiều thì ăn sáng à. Nhưng mà thế này chú này, gà mình nuôi mình phải nuôi kiểu đó. Nhưng mấy đứa nhỏ con á, để mai mốt đi sang bên Tây á, nó cũng nếu mà đi làm bên đó nó cũng không quên đi văn hóa của mình, nó vẫn về Việt Nam ba, vẫn là sườn kho chua ngọt hay là thịt kho tiêu đó, đúng không? Làm sao ngon bằng Việt Nam mà được, là cái đó tự nhiên, cái đó cũng là một cái mà đủ mà chiêu dụ á, chiêu dụ giống như kiểu là người ta nuôi bồ câu thì sáng là ta mới phát giác nào những người bồ câu mà tại sao nó không bỏ đi kiểu nó dễ lắm. Bồ câu con, bồ câu non á, nuôi nhà đó, anh cái gì anh lấy bắp á, anh về anh ngâm với nước đường,
rồi xong cái mỗi bữa ăn cho nó ăn là nó không kiếm chỗ nào ra ngon mà nhà nó cả. Thành ra vì chỗ nào đi đâu nó cũng về hết trơn, đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Nếu mà thêm cho tí muối rồi thôi nó hiền luôn, hiền luôn thôi, giống như kiểu cà phê pha muối vậy. Cà phê muối đúng rồi, được rồi, tao tay đâu uống, tay cầm mày bắt là cầm nãy giờ. Bỏ ly đó, lau con ly này đi, thử cái ly cà phê muối đi. Không có chỗ nào bán này đó. 3 ly còn 50 ngàn uống ngập mặt luôn. Phải rẻ ơi là rẻ. Mà uống cà phê nặng á, cà phê cô bé này vừa đẹp mà phải pha cà phê vừa ngon vừa đậm đà nữa. Thế à? Ừ. Cà phê đậm đà quá. Rồi, được rồi, thôi về ốp qua đây đi chút xíu nữa tới nơi, chỉ có gì vui vui tôi like tôi giới thiệu nha mọi người. Ok, rồi.